Cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước, sáng nay hơn 85.000 thí sinh của thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 với môn thi ngữ văn. Sau 120 phút làm bài thi ngữ văn, đa số thí sinh đều cho biết đề thi năm nay không quá khó. Đề thi vẫn gồm hai phần đọc hiểu và làm văn. Ngoài phần nghị luận văn học hỏi về chiếc thuyền ngoài xa, phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước thế hệ đi trước. Cảm xúc của em vỡ òa khi mà em làm trúng tủ. Dạ, em đánh giá đề thi này vừa sức trúng tủ em và em làm được cỡ 70-80%. Em thấy làm bài cũng dễ, nhưng mà phần em thấy ấn tượng nhất là cái phần làm văn mà câu 1 á, những cái kiểu em thích làm được, em thấy câu đó em làm được nhất. Dạ, tại nó hợp với tuổi trẻ của em á, tại vì nó hỏi về tuổi trẻ nên là em làm được. Chiều nay các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ hai là môn toán với thời gian làm bài 90 phút, thời gian bắt đầu làm bài là 14 giờ 30 phút. Trong sáng nay, hơn 12.700 thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu thi môn đầu tiên là môn ngữ văn. Đáng chú ý, năm nay Đà Nẵng có một thí sinh F0 không thể tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết chưa thể xác định được thí sinh này có được đặc cách tốt nghiệp phổ thông trung học hay không. Vì để đủ điều kiện đặc cách, thí sinh phải nộp đầy đủ giấy tờ xác nhận của địa phương, đơn vị điều trị. Nhưng hiện Sở mới chỉ nhận được thông báo từ phía thí sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, quy chế thi, an ninh trật tự, giao thông được đảm bảo, thông thoáng. Năm nay Đà Nẵng có 12.716 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, trong đó có 112 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, 546 thí sinh dự thi để xét tuyển cao đẳng đại học và 12.058 thí sinh dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển đại học cao đẳng. Còn tại Hà Nội, các thí sinh cũng đánh giá đề thi môn ngữ văn sáng nay cũng tương đối dễ thở. Là một trong thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất, Minh Khuê cảm thấy nhẹ nhõm khi bước ra khỏi phòng thi. Em cho rằng, đề thi năm nay không quá phức tạp. Các điểm kiến thức trong bài thi chủ yếu xoay quanh phần đã được học. Phần liên hệ khá thiết thực vì gắn liền với những suy nghĩ của thế hệ trẻ hiện nay. Năm nay thì vào chiếc thuyền ngoài xa thì cũng... Nó khó ở cái phần liên hệ ạ, tại vì cái câu hỏi liên hệ thì thường là mọi người không nghĩ là nó sẽ vào cái đoạn đó. Theo em thấy thì đề thi năm nay phân hóa hơn so với là 2-3 năm trở lại đây. Thì nó cũng không phải là quá khó nhưng mà cũng không phải là quá dễ. Em cảm thấy vừa sức với bản thân mình thì thi xong em cũng thấy nhẹ nhõm hơn, tại vì là cũng kết thúc cái môn thi mà gần như là khó nhất. Đoạn năm nay ra thì có vẻ là các bạn không ôn nhiều đoạn này lắm. Các bạn không ngờ là sẽ vào đoạn này. Thế em nghĩ là có thể là phân hóa tốt đấy ạ. Theo em thì em nghĩ là đề thi năm nay là nó được là tạm ổn ạ. Bởi vì cái bài chiếc thuyền ngoài xa em nghĩ nó là cái bài dễ nhất trong tất cả các bài ạ. Trao đổi với phóng viên ngay sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên môn ngữ văn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, cho biết buổi thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, các cán bộ giám thị đều thực hiện đúng quy chế. Hai cái bài toán rất là quan trọng năm nay, đó là đặc biệt là việc phòng chống gian lận trong thi cử công nghệ cao thì cũng đã được khắc phục. Các nơi mà chứa vật dụng của học sinh cách xa 25 mét đã được cơ bản được các trường, và cụ thể hôm nay tại trường Nghĩa Tân cũng đã bố trí một khu riêng cách xa khu phòng thi của các em 25 mét để đảm bảo an toàn. Cũng như vậy là việc tăng cường cái trách nhiệm của cán bộ coi thi trong phòng thi cũng đã được quán triệt sâu sắc, là những việc mà không cho các em học sinh mang các thiết bị điện thoại di động hoặc thiết bị công nghệ mà có thể làm ảnh hưởng đến kỳ thi thì đều đã được kiểm soát. Sau buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, ông Độ cũng cho rằng không thể chủ quan trong các buổi thi tiếp theo vì một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả lớn. Đề nghị với tất cả các địa phương, các sở giáo dục tạo, ban chỉ đạo các tỉnh và các điểm thi là không chủ quan, mà ngay buổi chiều nay tập trung các cán bộ coi thi rút kinh nghiệm buổi sáng, những cái gì mà làm tốt thì phát huy, những cái gì mà tồn tại hạn chế hoặc là có gì vướng mắc trong quá trình làm việc thì khắc phục để mà làm nó tốt hơn. Và vẫn là nội dung về công nghệ cao, về tăng cường trách nhiệm của từng trách nhiệm của cán bộ coi thi trong phòng thi cũng như là cán bộ tham gia phục vụ, và đặc biệt là cái công tác phòng chống dịch vẫn phải đảm bảo.
Mới đây, 41 bác sĩ chuyên khoa 2 quản lý y tế trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa đến tham quan học tập tìm hiểu quy trình xử lý chất thải rắn và công tác bảo vệ môi trường tại VWS. Đây là hoạt động thực tế nâng cao công tác đào tạo gắn kết với thực tiễn, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường. Theo ông Kevin Moore, giám đốc điều hành khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, khu xử lý rác thải bắt đầu vận hành từ năm 2007 theo hợp đồng tiếp nhận xử lý rác sinh hoạt cho thành phố Hồ Chí Minh với công suất 3.000 tấn rác một ngày. Tuy nhiên đến năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu VWS tiếp nhận và xử lý lên đến 6.000 tấn rác một ngày và duy trì cho đến nay. Lượng rác VWS xử lý tương đương 80% tổng lượng rác của toàn thành phố. Quy trình xử lý của VWS được xây dựng để tái chế và sản xuất phân compost. Tuy nhiên, khi VWS hoàn tất đầu tư các công đoạn, thì đến nay chỉ có hạng mục sản xuất phân compost là vẫn duy trì hoạt động, còn dây chuyền tái chế thì không hoạt động do thành phố chưa thực hiện phân loại, nên chưa giao được rác đã phân loại để VWS vận hành dây chuyền này. Theo ông David Dương, Tổng Giám đốc VWS, tất cả các hoạt động xử lý của VWS đều đặt dưới sự giám sát 24/24 của các chuyên gia thuộc Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM. VWS đang triển khai dự án khu công nghệ môi trường xanh ở Long An có quy mô lớn với các công nghệ phù hợp nhất để xử lý rác cho TP.HCM và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 800 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh xử lý rác thải sinh hoạt, rác công nghiệp, điện tử, dự án này còn được dự định xây dựng khu công nghệ cao, đón đầu công nghệ, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Thưa quý vị, tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, ban tổ chức cho phép các thí sinh có can thiệp thẩm mỹ đôi chút về răng và chân mày nhưng không được phép phẫu thuật thẩm mỹ. Cuộc thi nhấn mạnh các yếu tố truyền thống duy trì phần thi áo tắm. Các cô gái có vẻ đẹp về mặt ngoại hình, trí thức, có tấm lòng nhân hậu, có thể thực hiện được sứ mệnh đối với xã hội, đại diện xứng đáng cho Việt Nam tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Vòng sơ khảo cuộc thi dự kiến diễn ra tại TP.HCM, Hà Nội cũng như các địa điểm khác. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ trung tuần tháng 11 đến trung tuần tháng 12. Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp báo diễn ra vào chiều 6 tháng 7 tại TP.HCM. Với dấu ấn vang dội của hậu Việt Nam 2020, năm nay ban tổ chức hứa hẹn sẽ đem đến cho mọi người sự bùng nổ của một đấu trường nhan sắc tầm cỡ quốc gia và giúp cho nhan sắc Việt chinh phục được quốc tế nhờ vẻ đẹp, tài năng và lòng nhân ái. Thưa quý vị, tình trạng ngập lụt ở phía Tây Hà Nội, trong đó có nguyên nhân do trạm bơm Yên Nghĩa chậm tiến độ. Vậy trách nhiệm thuộc về ai? Đây là một trong những nội dung được đại biểu đặt ra trong phiên họp giải trình của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Tại chất vấn về việc chậm triển khai các nhà máy xử lý rác thải và dự án xây dựng trạm bơm tiêu thoát nước, nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ nguyên nhân vì sao sau nhiều năm các dự án này vẫn chưa hoàn thành. Trong khi đó, tình trạng ùn ứ rác thải tại các quận huyện và tình trạng ngập lụt sau mỗi trận mưa lớn xảy ra ngày càng thường xuyên, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Đại biểu nêu rõ dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa chậm tiến độ 10 năm và đây có phải nguyên nhân dẫn đến ngập úng trong thời gian qua ở Hà Nội hay không? Trả lời câu hỏi này, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội cho biết, dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được phê duyệt vào năm 2013 và điều chỉnh vào năm 2019, với thời gian thực hiện đến hết năm 2021. Đến ngày hôm nay, dự án chậm tiến độ 6 tháng so với phê duyệt của thành phố, chứ không phải là 10 năm. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cũng cho rằng việc ngập úng ở phía Tây Hà Nội do một phần trạm bơm tiêu Yên Nghĩa xây dựng chậm tiến độ, nhưng không phải là nguyên nhân chính. Cơ bản bởi còn 3 trạm bơm lớn giúp tiêu úng cho 12.000 ha chưa được xây dựng là Liên Mạc, Đào Nguyên, Yên Thái. Liên quan đến việc xây dựng các công trình cấp thoát nước, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định nguyên nhân khiến dự án chậm, trách nhiệm thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bên cạnh đó, việc chậm triển khai là do công tác quản lý lỏng lẻo nên gặp khó khăn trong xác định nguồn gốc đất. Thành phố Hà Nội đề nghị các sở ban ngành chậm nhất trong năm 2022 phải hoàn thành xong giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch.